Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một giống táo có hình dáng rất là ngộ nghĩnh và dễ thương nha bạn. Đó là giống táo lùn. Giống táo này hiện nay đang gây sốt và được rất nhiều người quan tâm nha các bạn. Vì nó sở hữu vẻ ngoài đẹp, có hình dáng lại ngộ nghĩnh dễ thương. Giống táo này có hình dáng là lùn hiếm có, nên được dân chơi cây cảnh rất là ưa chuộng. Vì có thể trồng trong chậu, có thể uống bonsai hoặc có thể trồng đem bán trái. Hiện giống táo lùn này đang được trưng bày tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ. Thì giá bán mỗi cây dao động từ 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi các bạn. Các bạn thấy không? Cái cây nó rất là nhỏ, nó lùn. Nó ra hoa rất đẹp các bạn. Ra hoa rất là đẹp. Còn trái thì mini rất là dễ thương.